ta hỏi là chế độ gì? Cái chế độ này, chế độ đun nước. Nước sôi một lúc nó sẽ tự tắt. Nhưng mà đợi nó tự tắt thôi, hay mình tắt đi. Rồi. Cái miếng đó là cái miếng nhiệt độ luôn. Ừ. Không xin không có. Hồi nãy em có quay phần này cho khách coi không? Dạ. Em có quay phần này cho khách coi không? Chưa có quay cái này, mới quay cái bên kia. Không, cái bên kia em có nhấn nút rồi mà cho khách coi không? Dạ có. Hẹn giờ tắt, hẹn giờ mở, hẹn giờ tắt.